Lý do là chọn Đà Nẵng để đầu tư là Đà Nẵng là một trong những cái thành phố phát triển nhất nước và về vấn đề xây dựng về nhạc lớn quá. Cái lý do để mình chọn Đà Nẵng để xây dựng cái dự án này là lý do gì vậy cô? Lý do chọn Đà Nẵng để đầu tư thì thực sự là Đà Nẵng là một trong những cái thành phố phát triển nhất nước. Và Đà Nẵng là có rất nhiều các em học sinh sinh viên hiếu học từ bao nhiêu năm qua, cũng giống như là quê hương của Quảng Nam, là quê hương của cụ Phan Chu Trinh rồi Phan Bảo Châu, những nhà trí thức xa xưa, và hiện nay là cũng có rất nhiều nhân tài và mong muốn học hỏi Đà Nẵng. Cho nên là lý do chọn Đà Nẵng thì thành phố Đà Nẵng cũng rất là ủng hộ những chương trình như EBU và tạo một cái điều kiện để cho EBU có thể sớm thành lập cái trường ở Đà Nẵng. Sơ qua về cái mô hình xây dựng của dự án cũng như là cái việc liên kết đào tạo với lại các trường khác của mình như thế nào hả? Mô hình đào tạo của EBU thì thứ nhất là EBU là cái tổ chức xây dựng cái vốn 100% nước ngoài. Và thứ hai nữa là theo tiêu chuẩn của những cái chương trình của Hoa Kỳ. Và như vậy thì trong đó nó lồng cái những cái chương trình mà được công nhận vì của các cái đại học anh em, và trong cái đại học anh em ở Mỹ thì đại học anh em của ở Mỹ thì nó gồm những cái trường mà nằm trong cái danh sách đứng đầu, được tuyển chọn đứng đầu trong danh sách 100 trường có tiêu chuẩn cao nhất ở Mỹ. Thì những cái chương trình này thì nó đem lại những cái lợi ích cho sinh viên học sinh Việt Nam học tại EBU. Thứ hai nữa là cái vấn đề mà công nhận tín chỉ cũng giống như là bằng cấp lẫn nhau giữa EBU và các trường đại học Mỹ, nó đem lại những cái tiêu chuẩn cao mà và những cái bằng cấp có giá trị cho những sinh viên sau này khi ra trường tại EBU. Cảm ơn cô. Chúng tôi giới thiệu tiếp theo vị đại diện của Văn phòng Chính phủ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Minh. Ông là Vụ trưởng Vụ
khoa giáo văn xã của tiến sĩ Gail Hackett là hiệu trưởng của trường. Tóc của văn phòng học sinh xin mời bốn vị đứng lên. Please, representative coming from Camden Hills Regional High School of Rockport, Maine. Consistently above the world average for the past decade, and this combination of stabilized growth rates and 1975 Việt Nam đã có hòa bình, và vì thế sau 30 năm, hơn 30 năm thì Việt Nam con số mà người làm việc trong cái lĩnh vực nông nghiệp giảm xuống. Intel opening up their new factory and they were able, and they reported as saying they're only able to find. Là cái những công ty muốn đến đây đầu tư thì quý vị cũng biết rồi, công ty đầu tiên là công ty Intel. Demand for labor by the foreign investment sector in tourism will require new types of education to ensure that Vietnam's population is well trained and educated. Các nước đang phát triển trên thế giới này, những cái người mà chúng ta cần làm việc hơn từ những trường đại học lớn và có khả năng. So the higher education system by 2020. The agenda reflects themes. Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu này bằng đề ra một chương trình dự án 12 năm để mà thành lập ra những. So, how does APU fit into all of this? Vietnam is the eighth largest source of foreign students in the U.S. and behind China, India, and South Korea. Dạ, vì đất nước Việt Nam cũng là một đất nước hiếu học, cho nên là các em sinh viên đã đến từ các khắp nơi trên thế giới để học. There will be three phases. The first phase will be 1.5 years. Commercial delegates from the Ministry of Education and Training. And vì quý vị cũng biết là APU hoạt động đã hơn 10 năm nay, cho nên mặc dù là xây dựng trường đại học đầu tiên, chúng tôi cũng đã có những sự hợp tác. Thì quý vị hôm nay trời nóng và lúc là nhiệt độ lên cao, vậy mà quý vị vẫn vì lòng yêu ái đối với chúng tôi chịu khó ngồi nhiệt tình của quý vị tăng thêm sức mạnh của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đó là ông chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. I want you to sit down there for hours with us, but again we would like to go through pertinent to introduce to you, so please bear with us if you are. And now we would like to introduce Mr. Is he from the government committees of the city of Đà Nẵng? Giáo dục IPU thực hiện tại thành phố Đà Nẵng. Số đầu tư giai đoạn 1 là 21 triệu USD. Approximately 30 acres in Đà Nẵng City. Công trình được xây dựng theo mô hình một làng đại học. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý khách dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Once again, we wish all the delegates and distinguished guests good health, happiness, and success in your life. Cùng toàn thể mọi khách. Ladies and gentlemen, quý vị, buổi lễ khởi công hôm nay để bắt đầu xây dựng đại học này, được đại học tại Việt Nam, ngang tầm với các đại học Hoa Kỳ. Chất lượng cao cho thành phố Đà Nẵng và miền Trung nói riêng, cũng như cho đất nước Việt Nam nói chung, phù hợp với công cuộc hiện đại hóa đất nước. Tổng kinh phí của dự án xây dựng trường Đại học Quốc tế APU trên diện tích nền 304.000 m2, khu thể thao, một khu nhà ở cho các sinh viên, cho các giáo sư theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Để có thể thực hiện được mục đích này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các sinh viên những giáo trình mới nhất, kiến trúc, y khoa, công nghệ thông tin,
môi trường xã hội và văn hóa quốc tế. Ngoài ra, các giáo sư còn phải có kinh nghiệm về tư vấn, làm việc lâu năm trong môi trường quốc tế để giúp cho sinh viên University of Missouri, Kansas City, Roger William University và các đại học thuộc hệ thành phố Hồ Chí Minh, Củ Chi và Đà Lạt. Đó, và tụi con nguyện vọng duy nhất của chúng tôi là tạo điều kiện cho các chương trình giáo dục có chất lượng tầm cỡ quốc tế. Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chính quyền trung ương và thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục Tạo và các cơ quan chính phủ từ lâu. Yes, I would like to point out khi thành lập trường thì phải có sự đồng ý về chủ trương của thủ tướng. Sau đó, nhà đầu tư sẽ. Yes, the reason is that in order to build the university in Vietnam, we have to have the approval. The moment the department will take a look closely, then he come back approve it. Now, triển khai dự án thành công và nhanh. The school, we also personally and from the central government will continue our support to the APU project. Một lần nữa, xin cho tôi được cảm ơn những tâm huyết của nhà đầu tư đối với giáo dục Đại học Việt Nam. Cảm ơn các quý vị đại biểu đã lắng for their new campus in Da Nang City. This is truly a great day for APU, as well as a great to witness the birth of a new addition to the higher education community in Vietnam, and strongly commend all of your earnest efforts in making this important project a reality. Vietnam APU High School graduates enrolling as true freshmen at Central Washington University. We hope. You just added in that. Oh, okay. Oh, okay. Okay, he's ông vừa mới chúc mừng members of the People's Committee of Da Nang City, dignitaries from the Ministry of Dr. Binh Truong, who told me of her vision to bring educational opportunities to a new generation of young people in Vietnam. And that Ho Chi Minh himself was first and foremost a teacher. Particularly in the Kansas City region, and that region is the fourth largest engineering community in the United States. That 70% of all major sporting stadiums in the world originate in Kansas City architectural and engineering. Signing agreement of only two universities, but as you know, city in the United States. Vào Đà Nẵng được, ông Nguyễn Xuân Phúc là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có gửi lãng hoa tới chúc mừng buổi lễ. Yes, while they're signing the formal agreement, we have an announcement that because of the government office, he instead sent the flower to send congratulations to. Kính thưa quý vị, sau lễ ký kết hợp tác là phần quan trọng. Và do đó, cùng với sự ký kết với các đại học ngày hôm nay, chúng tôi thực sự khởi công. Còn cái ký kết này là để mà trong tương lai dual degree, có nghĩa là phát bằng để mà thành lập ra những chương trình. Khi các em học sinh nhận được những bằng này thì không những là quốc trạng nguyên. Về cái buổi lễ động thổ này, xin mời những award for me. From me, from the United States, from the representative that can't come here today. And we're going to show that video at